1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 nên 7 8 9 10. Xin chào toàn thể anh em, chào mừng em quay trở lại với Thế Nhau Audio. Và để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho anh em một phiên bản cao cấp nhất, một dòng mic không dây đến từ hiệu Shure có mã là UGX38 Plus, một phiên bản đang là phiên bản cao cấp nhất đến hiệu Shure. Và thương hiệu Shure thì anh em đều biết rồi, thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Mỹ. Và ngày hôm nay nhá, sẽ giới thiệu chi tiết cũng như là sẽ test cho các bác, và đặc biệt sẽ báo cho anh em một mức giá cực kỳ hấp dẫn, cũng như là có những phần quà dành riêng cho anh em mua những bộ mic này. Đấy, có 5 bộ, ngày hôm nay có 5 bộ bên em sẽ giảm giá tặng phần quà ngay 5 bộ đầu tiên cho các bác. Thì rất là mong muốn các bác đang theo dõi video nhá, hoan hỉ ủng hộ Thế Nhau Đô, hoan hỉ cho bên em xem nay ạ. Các bác đang theo dõi video bỏ ra 3 giây hoan hỉ ủng hộ cho bên em xem nay. Một, đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau Đô nhá. Và đây phiên bản Shure UGX38 Plus, đây phiên bản mà có thể nói đây là phiên bản cao cấp nhất hiện nay, vừa mới ra mắt trên thị trường và được Thế Nhau Đô cập nhật tại cửa hàng, với một thiết kế rất là đẹp. Mặt là trước là mặt phay nhôm, có hai quai sách hai bên, nhìn rất là khỏe khoắn cho các bác. Và hai bên nữa nó sẽ là tai bắt vào tủ âm thanh. Đấy, anh em đi làm sự kiện, show sự kiện về bắt trực tiếp vào tủ máy. Và dòng này dòng 6 số tự ngắt, có cảm biến gia tốc, nên anh em cứ yên tâm nhá. Hát gia đình hoặc là sự kiện bao cho các bác rất ok. Tiếng nhẹ, bay tiếng và lịnh giọng. Đặc biệt sóng con này rất là xa, sóng con này từ 100 đến 150 mét. Đấy, rất là ổn định trong vòng từ 100 đến 150 mét cho các bác và anh em. Đấy. Và đây, màn hình hiển thị kênh A và kênh B riêng biệt. Và màn hình sẽ là một màn hình Meka cực kỳ là bóng, rất là đẹp cho các bác. Ở đây nó sẽ có cái lúm để lúp để anh em chỉnh dò tần số sạch này, hoặc là xét tần số tự động này, cũng như là lúm để vận chỉnh volume, tăng giảm volume. Đấy. Và điều đặc biệt của các cái lúm volume này nhá, nó có sáng đèn, cũng như là có hệ thống bi anh em nhá. Có hệ thống bi vận, khi mà anh em tăng và giảm đều có hệ thống bi, nên là vặn cực kỳ là chắc chắn cũng như là cao cấp. Nhiều dòng dòng mic hay dòng vang ấy, khi mà vặn chiết áp này không có bi, nhưng dòng này là dòng trang bị cho anh em rất là cao cấp. Cao cấp nhất đến hiệu Shure nó trang bị cho em cả bi, vặn cực kỳ là chắc chắn. Đấy, rất là cao cấp luôn cho các bác. Và đằng sau của nó đây, giới thiệu cho anh em luôn. Phiên bản này thì sử dụng là 4 anten. Đấy, 4 dâu đấy ạ. 1 2 3 4. Mỗi kênh sử dụng 2 anten và 2 dâu. Nên sóng rất là xa, từ 100 đến 150 mét cho các bác. Và phiên bản này cũng sẽ trang bị cho em các kết nối đường ra, bao gồm là jack ca lông để em kết nối trực tiếp xuống bàn mixer, hoặc là anh em sử dụng vang thì có thể kết nối jack 6 ly này. Đấy, gia đình hoặc là anh em nào sự kiện có dùng vang thì kết nối trực tiếp từ 6 ly. Đấy, cực kỳ là cao cấp luôn cho các bác. Và đây sẽ quay đúng chiều, sau đó là giới thiệu cho anh em về vỉ mạch của nó này nhá. Một cái vỉ mạch thật sự anh em là quá là khủng, không thể chê vào đâu được những dòng vỉ mạch này. Đây, vỉ mạch của nó đây, em quay luôn trực tiếp cho các bác. Và em đã tháo một con ra. Vỉ mạch của nó là vỉ đầu tiên của nó là cái lền vỉ mạch là vỉ đen. Đấy, dòng vỉ đen em đều biết rồi, nó rất là cao cấp. Vỉ đen và vỉ tím, vỉ đen này là những dòng vỉ đời sau và đời mới nhất hiện nay sử dụng vỉ đen rất là cao cấp. Và điểm nổi bật của nó anh em thấy không? Đây, 4 hộp sóng. Đấy, 4 hộp sóng cho hai kênh nhá. Mỗi kênh là hai hộp sóng rất là lớn, đảm bảo sóng rất là xa luôn cho các bác, và ổn định trong vòng từ 100 đến 150 mét. Đấy, hộp sóng cực kỳ là to. Vỉ mạch là, đây anh em thấy cả vỉ mạch rất là to luôn, hơn gần hai găng tay luôn. Đấy, quá là chất lượng luôn ạ. Vỉ là vỉ đen, 4 hộp sóng rất là lớn. Ok chưa ạ? Rất là chất lượng cho anh em luôn. Vỉ tất cả hoàn toàn là vỉ đen, kể cả vỉ trên này. Đấy, anh em thấy không? Và đây quay cho em về hàng đây. Hàng này sẽ đựng một trong cái hộp như thế này. Hàng mới nguyên hộp sẽ đựng là bao gồm này, sẽ có đầu thu mic này, có 4 anten này, có 2 tai mic và có nguồn chống năn jack 6 ly, có pin để cho anh em test thử trực tiếp. Đấy, và hôm nay sẽ có phần quà cho anh em nhé, tí em sẽ báo phần quà ở cuối video cũng như là sẽ cập nhật giá cho anh em ở cuối video ạ. Về tai mic thì đây sẽ giới thiệu cho anh em về tai mic. Dòng này là sử dụng là tai mic bằng iLoc nhá, tai mic bằng iLoc luôn, nên là cầm cực kỳ đầm và chắc chắn. Đây, Shure UGX38 Plus. Đấy, cực kỳ chắc chắn, sử dụng côn neo này. Côn neo và đặc biệt, điểm đặc biệt đây em sẽ phải giới thiệu cho anh em. Con này sử dụng là tay của nó là tay, tất cả là tay iLoc anh em nghe nhá. Tay iLoc này. Đấy, cầm thật sự anh em là rất là đầm. Rất là đầm luôn. Đấy, có đây, tháo tay ra thì dòng này dòng đuôi chuột này. Vỉ là vỉ đen cho anh em nhá. Vỉ đen, dòng đuôi chuột. Và có chế độ là
sóng xa sóng gần, anh em thấy có thể bật sóng xa sóng gần cực kỳ cao cấp luôn. Và em nhắc lại, đây là dòng cao cấp, tay mic của nó là tay Elox. Đấy, tay Elox 6 số tự ngắt có cảm biến gia tốc cho anh em. Anh em yên tâm nhé, sử dụng có cảm biến gia tốc. Khi anh em để trên này rơi xuống thì nó sẽ không gây tiếng bụp ra loa. Anh em nhé, đây em ấn vào này, em có thể test trực tiếp này. Đấy, và đây vẫn bật nhá, em nhả này, thả từ trên rơi xuống khoảng 30-40cm. Nó sẽ không gây tiếng bụp ra loa, đúng không ạ? Dòng 6 số tự ngắt có cảm biến gia tốc, nó khác hẳn hoàn toàn luôn cho các bác và anh em. Và đây, để vào đây nhá, em sẽ test cho anh em nghe chất âm của con này. Thật sự anh em, tiếng của nó thì quá là nhẹ, hát rất là nhẹ và lịnh giọng. Dòng mic này, tiếng dày bay tiếng. Đây anh em nghe trực tiếp, em bật lên này. Khi bật lên nó sẽ báo tín hiệu ở đây, báo tín RF là tín hiệu sóng và AF là tín hiệu tiếng. Đây, rất là đẹp luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay bộ áo mới vì anh. 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, rất là hay, tiếng cực kỳ hay, bay tiếng. Tiếng dày bay và độ tiếng rất là tốt qua những bộ mic Shure UGX38 Plus này. Và ngày hôm nay nhá, em sẽ tặng miễn phí cho các bác một bộ pin sạc. Khi các bác mua những bộ mic này đây, tặng miễn phí một bộ pin sạc để anh em về nhà sử dụng mic không dây. Một bộ pin sạc đấy, double power, bao gồm một đốc sạc và có 4 quả pin. Đấy, 4 quả pin về nhà anh em sử dụng. Những bộ pin sạc này sẽ giúp cho anh em là sạc đi sạc lại được nhiều lần, qua đó là sử dụng được nhiều lần hơn, tiết kiệm hơn. Thứ hai là dung lượng pin sẽ tốt hơn. Đấy. Và giá ngày hôm nay nhá, ngoài thị trường bán cho các bác và anh em là những bộ mic này Shure UGX38 Plus này hơn 3 triệu. Đấy, hơn 3 triệu nhưng đến với Thế Nhau Đô nhá, cam kết là chất lượng và giá thành cho anh em quá là tốt luôn. Chỉ có 2.200.000, bên em sẽ bao ship 2.200.000 bao ship và tặng cho em một bộ pin sạc này. Nhận hàng em được kiểm tra trước khi thanh toán, ok chưa? Kiểm tra anh em test thử, test thử xem là tiếng có nhẹ không, có lịnh giọng không, độ hút tiếng có tốt không, sóng có xa không. Ok thì anh em nhận hàng, không ok anh em trả lại em. Ok ạ, dám cam kết chất lượng với anh em nhá, Shure UGX38 Plus này 2.200.000. Ngoài thị trường em nói rồi, bán hơn 3 triệu G, nhưng đến với Thế Nhau Đô nhá, cam kết chất lượng 2.200.000 ạ. Bao ship và tặng cho em một bộ pin sạc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Ok ạ, mua hàng anh nhắn tin trực tiếp cho em, chốt mic UGX38. Đấy, chốt X hoặc là chốt X38 Plus, giá cực kỳ là tốt cho các bác và anh em. Thì các bác và anh em theo dõi video nhá, rất là mong muốn anh em theo dõi ủng hộ tiếp tục cho bên em Sim Nai, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau Đô. Xin cảm ơn anh em.